Chào mừng quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Nhà Đất Hà Đông. Hôm nay em sẽ xin gửi tới anh chị và các bạn một căn nhà nằm tại khu vực phân lô về hè ở khu vực Văn Khê ạ. Căn nhà này thì được thiết kế là 5 tầng. Mặt tiền của căn nhà này là tương đối rộng. Bình thường khu Văn Khê này mặt tiền 5 mét rất là hiếm anh chị và các bạn. Căn nhà này hướng thì là hướng Đông Nam, mặt tiền 5 mét. Thiết kế là 5 tầng. Tầng 1 này thì gia chủ bố trí là để gala ô tô này. Tầng 1 này để thế này khá là rộng. Mình có thể để được khoảng 2 chiếc xe ô tô và khoảng chục cái xe máy, rất là thoải mái. Đường khu vực này thì tương đối là rộng. Vỉa hè mỗi bên khoảng hơn 2 mét, lòng đường rơi vào khoảng tầm 12,5 mét ạ. Khu vực thì khá là trung tâm, nằm ngay sát với cả chợ Văn Khê. Gần mấy tòa chung cư của Văn Khê đấy ạ, CT1 với CT2. Đây em xin mời anh chị xem nhà vệ sinh ở tầng 1 này. Tầng 1 đây thông sàn, nhà vệ sinh thì được để ở dưới gầm cầu thang. Tầng 1 này hơi thấp nhưng mà chỉ xác định để làm gara ô tô và chỗ để xe của anh chị ạ. Đây ạ, tầng 2 thì có thiết kế tầng lửng và một cửa ngách này. Nếu mình không cần di chuyển ô tô thì mình di chuyển bằng cửa ngách này, không phải tốn điện để mà đóng cửa cuốn quý anh chị ạ. Đây mời quý anh chị và các bạn cùng em lên trên phía tầng 2. Đây nắm cầu thang được thiết kế bằng gỗ lim quý anh chị ạ. Bậc của cầu thang thì đều được thiết kế bằng đá granite. Đây, xin mời quý anh chị và các bạn lên phòng khách của căn nhà. Đây ạ, đây là phía tầng 2. Không gian phía cầu thang bước lên là không gian của phòng khách ạ. Phòng khách đây thì có đèn chùm. Trời, đứng trên phía tầng 2 này, cửa không hề mở nhưng mà gió vô cùng là mát. Tại vì phía cuối nhà đây, gia chủ có bố trí là giếng trời anh chị ạ. Đây, giếng trời này khoảng tầm 50 phân, từ trên tầng 5 xuống. Một cái không gian rất là rộng để sinh hoạt chung của anh chị ạ, cộng với cả giếng trời rất rộng, thế nên là lúc nào cũng có ánh sáng và gió tự nhiên. Rất là mát. Cái giếng trời này rộng đấy, gần bằng mặt tiền cơ, phải được tầm 3 mét. Đây là vị trí phòng bếp của căn nhà. Phòng bếp đây thì toàn bộ tủ bếp này là được thiết kế bằng gỗ lim. Gia chủ có để lại cho khách mua về, cùng như là máy hút mùi, bếp âm, bàn ăn. Nhà thì còn hiện trạng, còn cái gì thì gia chủ sẽ để lại y như thế ạ. Tủ bếp này còn khá là mới, không có hiện tượng cong vênh gì quý anh chị ạ. Đây, quạt trần. Các phòng thì đều có bình nóng lạnh, phòng ngủ thì có điều hòa. Em xin mời anh chị các bạn theo em lên phía tầng 3 của căn nhà để tham quan. Khu vực này là vị trí phòng khách quý anh chị ạ, để tivi và bộ sofa ở đây nhé. Do mặt tiền 5 mét nên cửa sổ rất là rộng. Đây, quý vị có thể nhìn thấy toàn bộ cái không gian sinh hoạt chung của tầng 2 này. Rộng, thoáng. Cái mặt tiền 5 mét này nên là nhà rất là thoáng. Đây là vị trí cầu thang lên tầng 3 nhé quý anh chị. Đây là phía tầng 3 của căn nhà. Phía tầng 3 của căn nhà thì thiết kế nhà vệ sinh ở giữa. Tầng 2 phòng, một phòng rộng và một phòng nhỏ ạ. Đây ạ. Phòng này phòng master khá là rộng. Mặt tiền 5 mét thì anh chị nhìn này. Mặt tiền 5 mét, gia chủ để cửa sổ, hai cửa sổ. Nhìn khá là thoáng. Với cái mặt tiền 5 mét này mà chia hai phòng thì phòng gần như là vuông quý anh chị ạ. Rất đẹp, kê đồ các thứ. Phòng phía sau thì sẽ nhỏ hơn ạ. Đây là nhà vệ sinh ở. Đây là nhà vệ sinh của tầng 3 nhé quý anh chị. Đây là phòng ngủ phía sau của tầng 3. Nhưng mà gia chủ có thiết kế giếng trời như em quay ở dưới tầng 2 đấy. Cho nên là đều có cửa sổ, mở ra thì khá là thoáng. Với những căn nhà dân tự xây này thì quý anh chị có thể tùy biến nhé. Sau này mình có thể làm trần thạch cao cũng được. Tại vì đây là họ sơn trực tiếp vào đổ bê tông luôn. Thế nên là... Đúng là bớt lại khe thoáng, cái kiểu chỉ vài chục phân thì là rất là phúc rộng. Em mở ra một cái mà gió vào nhà rất là mạnh luôn. Trên phía tầng 4 thì cũng được thiết kế là tầng 2 phòng như thế này. Em xin mời anh chị các bạn theo em lên các tầng tiếp theo để tham quan.
Rồi, sau đây thì em xin mời quý anh chị lên trên phía tầng 4 của căn nhà để chúng ta có thể xem thiết kế. Đây là khu vực phía tầng 4 thì cũng có thiết kế giống như là tầng 3 quý anh chị ạ. Cũng có một phòng nhỏ ở bên cạnh này. Tất nhiên là phòng nào cũng có cửa sổ thoáng rồi ạ. Và đây là nhà vệ sinh của phía tầng 4. Nhà vệ sinh thì cũng còn đầy đủ thiết bị vệ sinh quý anh chị ạ. Bình nóng lạnh. Và đây là phòng master, phòng ngủ chính của phía tầng 4 nhá quý anh chị. Phòng rất là đẹp, vuông vức. Những cái phòng như thế này thì chúng ta thiết kế đồ nội thất mà ví dụ như là chúng ta thêm một bên thiết kế nào decor vào những cái căn phòng này thì nó sẽ rất là lung linh vì nó rộng và vuông vức. Đây, quý anh chị có thể nhìn thấy cửa thì đều bằng cửa gỗ lim quý anh chị ạ. Đây, xin mời quý anh chị cùng em lên trên phía tầng 5 của căn nhà. Đây là khu vực phía tầng 5, do là có giếng trời ở phía sau nhà rồi nên là cái cửa sổ trời này em thấy nó cũng nho nhỏ xinh xinh, cũng vừa đủ dùng thôi. Phía tầng 5 này thì được thiết kế là phòng thờ và sân phơi. Phòng thờ thì được thiết kế ở đằng trước mặt tiền của căn nhà. Đây ạ, đây là không gian phòng thờ. Gió mát nhỉ? Phòng thờ này khá là mát tại vì phía đằng trước đây gia chủ để làm ban công rồi này. Mở cửa sổ ra thì thôi rồi. Cửa sổ hai bên, cửa chính ở dưới nhà. Đây, ban công này đua ra cũng phải được tầm 1m2 với anh chị ạ. Và đây là không gian phía trước. Đây, phía sau nhà đây thì là sân phơi. Khu này có một cái sảnh chờ khá là rộng. Và đây có đấy là để máy giặt. Ống chờ và đây có ống chờ và ống thoát nước chờ rồi quý anh chị ạ. Chắc chắn khu vực này sẽ là để máy giặt rồi. Đây, phía sau này là sân phơi ạ. Đây là vị trí sân phơi. Sân phơi này thì cũng khá là rộng. Xung quanh thì được rào sắt rồi, trên thì có mái tôn. Nhà mình lại thiết kế đằng sau có khe thoáng nữa cho nên là vô cùng là nhiều ánh sáng và gió. Căn này thì diện tích là 50m2, thiết kế là 5 tầng. Mặt tiền của căn nhà này là 5m. Hướng nhà thì hướng chính là hướng Đông Nam ạ. Gia chủ thì đang nhờ em giao bán là hơn 10 tỷ một chút, có thương lượng cho khách thiện chí và có hỗ trợ ngân hàng. Anh chị và các bạn có quan tâm đến nhà cũng như là đất khu đô thị Văn Khê này thì liên hệ cho em nhé. Ngoài căn này thì em có rất nhiều các căn khác cũng như là các lô khác. Xin chào và hẹn gặp lại.